Tờ The Washington Post dẫn hồ sơ tòa án ngày 20 tháng 6 cho biết ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã đồng ý nhận 3 cáo buộc liên bang về thuế và súng đạn trong thỏa thuận với Bộ Tư pháp nước này. Reuters đưa tin các cáo buộc đối với ông Hunter Biden được đưa ra từ cuộc điều tra của công tố viên David Weiss tại bang Delaware, bang nhà của Tổng thống Joe Biden. Ông Weiss là người được bổ nhiệm dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump năm 2017 đến năm 2021. Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2018 và đến tháng 12 năm 2020, ông Hunter Biden công khai việc đang bị điều tra. Ông Hunter Biden đã nhận 2 cáo buộc trốn thuế vào năm 2017 và 2018. Tổng số tiền thuế liên quan được cho là khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ. Các công tố viên dự định khuyến nghị bản án cấm túc 2 năm cho 2 tội danh này. Đại diện của ông Biden trước đó nói, ông đã nộp lại cho Cục Thuế vụ, IRS, số tiền thuế chưa đóng. Cáo buộc còn lại liên quan đến súng đạn và ông Hunter Biden đã đồng ý tham gia một chương trình cải tạo để không bị truy tố. Nếu ông hoàn thành các điều kiện trong chương trình này thì cáo buộc sẽ bị xóa khỏi hồ sơ. Cáo buộc bắt nguồn từ việc ông Hunter Biden mua súng vào cuối năm 2018, thời điểm mà theo lời kể trong tự truyện là ông thường xuyên lạm dụng crack cocaine, một dạng ma túy. Khi nộp hồ sơ mua súng, ông đã che giấu việc dùng ma túy, dẫn đến cáo buộc khai man và sau đó là sở hữu súng trái phép. Ông Hunter Biden chỉ giữ khẩu súng trong chưa đầy 2 tuần trước khi bạn gái vứt đi. Luật sư Christopher Clark của ông Hunter Biden nói thỏa thuận sẽ giải quyết cuộc điều tra hình sự từ lâu của Bộ Tư pháp đối với con trai Tổng thống. Tôi biết Hunter tin rằng điều quan trọng là nhận trách nhiệm về những sai lầm ông ấy đã mắc phải trong giai đoạn khó khăn và nghiện ngập. Ông ấy mong muốn tiếp tục hồi phục và hướng về phía trước, ông Clark nói. Nhà Trắng ra thông báo nói Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill yêu thương con trai và ủng hộ ông trong việc làm lại cuộc đời. Nhà lãnh đạo không bình luận thêm về cáo buộc. Vụ nhận tội của ông Hunter Biden dự kiến sẽ gây những tác động đến cuộc tranh cử Tổng thống năm 2024, nơi cha ông đang là ứng viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ. Cựu Tổng thống Donald Trump, người đang là ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử vào năm sau, thường xuyên phàn nàn về cách xử lý của Bộ Tư pháp Mỹ đối với những lùm xùm của ông Hunter Biden. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã nói, trao toàn quyền điều tra cho ông Vai và không can thiệp vào quá trình truy tố. Theo Reuters, The Washington Post, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.